ai có thể ăn cắp những sáng tác của tôi. Jack khẳng định những bài hát như Sóng Gió, Bạc Phận được anh sáng tác cách đây 2 năm khi còn hoạt động trong nhóm rap. Tối ngày 6 tháng 2, Jack bất ngờ đăng tải những dòng chia sẻ dài trên Facebook cá nhân. Nam ca sĩ cho biết hơn 2 tuần qua, Facebook của anh bị kẻ xấu tấn công, không thể hoạt động. Thay vào đó, giọng ca Sóng Gió cập nhật tình hình bản thân trên Instagram. Ai đó xấu đã tác động đến trang cá nhân của tôi, nên hơn 2 tuần nay tôi không hoạt động. Tôi xin lỗi vì không trả lời được những lời hỏi thăm cũng như công việc. Sau xác minh thì Facebook đã trả tài khoản cá nhân chính chủ này, anh cho biết. Tiếp đó, Jack chia sẻ những bài hát như Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình đều là các sáng tác của riêng anh khi còn hoạt động trong nhóm rap. Người hoạt động chung với tôi gần đây phụ trách phối khí, chẳng ai đăng ký hay lấy mất những đứa con tinh thần của mình được một chữ nào đâu, huống chi cả bài, vì chỉ tôi viết mới biết rõ từng ly từng tí, thời gian, cảm xúc cụ thể. Ai có lấy cũng tội và tổn thương nhiều, đối xử với tôi sao cũng được, nhưng fan, gia đình với bài hát của tôi là không chịu đâu, nam ca sĩ nhấn mạnh. Trước đó, trên trang Instagram, Jack gửi lời xin lỗi đến fan của anh, đồng thời khẳng định nam ca sĩ sắp sửa quay trở lại với âm nhạc. Được làm điều mình thích, mặc những thứ mình muốn, chẳng rối ren mệt mỏi, gần gũi trò chuyện. Ngày anh quay về nhà chúng mình, anh ôm cho đã một lần, nhảy cho đã một hôm, không chỉ bắt tay rồi quay lưng đi như xưa nữa đâu. Anh xin lỗi nhé, giọng ca sinh năm 1997 bộc bạch. Đến thời điểm hiện tại, lum xùm giữa Jack với công ty quản lý vẫn chưa đi đến hồi kết. Jack cũng chưa đi diễn trở lại. Sau hơn một tháng ầm ĩ, cả hai đều chưa một lần thẳng thắn nói về mối quan hệ rạn nứt cũng như những mâu thuẫn bất đồng trong quá trình hợp tác. Lần đầu tiên, bà Tạ Hà, mẹ nuôi, lên tiếng về mâu thuẫn với Jack là dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tí. Mới đây, khi bị cộng đồng mạng tấn công, trang cá nhân, bà Tạ Hà lên tiếng đáp trả. Bà ngầm khẳng định phía công ty không sai trong chuyện xung đột với nam ca sĩ gốc Bến Tre. Có 3 thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Một năm bạn giấu được nhưng 10 năm khó đấy. Im lặng không phải họ sai mà họ đang cho đối phương cơ hội.